trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Tập với đội đâu? Không, dạ rồi. Tụi em đâu có gì mà tiền đâu. Chứ vô đội em được 100 triệu. Dạ Huy ơi, mình năm này anh Huy ơi. Ban đầu thì mọi người nói vậy thôi chứ em mặc định là em không có đá được rồi. Vô em mắc công em phá nữa. Em ra cầm bạc. Giống như là hết. Em chơi một vòng cái em cầm bạc. Anh đã chuẩn bị đến đâu và có tự tin với cả là cái chiếc vô địch không? Tự tin thì chắc chắn tự tin đá rồi. Tự tin chưa có đâu. Đá hết sức mình. Phép lên. Cũng cái câu hỏi hôm nay thì em muốn hỏi anh câu đấy là anh đá hôm nay anh sẽ ghi bao nhiêu bàn? Anh đá hậu vệ. Anh sẽ phòng thủ hậu vệ cánh phải. Và hy vọng nữa anh sẽ ghi được nhiều lắm. Chắc chắn là sẽ còn rất nhiều kỳ giò nha. Cảm ơn mọi người. Bất mẫu hồi cung. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Nhưng mà cứ đi vô anh sẽ dẫn em tới cung mình đó đó. Là chỉ cần đứng thôi. Ai mà đá quá mặt cho người em á, anh sẽ bung người đó liền. Dạ, mỗi thằng đứng mà không nghe. Em đi tâm đi. Cứ đi bật cầu vô đứng. Đó, không ai dám đá gì hết. Đi vào. Anh ơi. Gái tôi. Dạ rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Em ra cầm bạc. Giống như là hết rồi. Em chơi một vòng cái em cầm bạc. Em đứng cho cô. Nói nó giờ mất ngủ mà đổ ngủ được đâu. Em đứng cho cô để cầm cái bạc của tôi. Bây giờ đâu ngắm mắt. Em làm xoay quanh tay đi. Ai vậy ba? Cho người ta biết đội mình like đi. Nhà vô địch. Nhà vô địch là đội mình thắng đó đúng không? Đúng, là hồi nữa mình sẽ thắng. Rồng rã tụi em đen hết trơn rồi nhưng mà chưa có giải để tụi em đá. Cho nên là hả ước gì là chúng ta được đá thường niên như là nửa năm một lần thì sẽ rất là vui. Hy vọng đất Việt cũng sẽ chia ra khoảng mạnh một tí xíu, một năm tổ chức khoảng 4 giải để chúng tôi được dịp cọ sát. Anh Huy nói là 4 lần một năm tại vì cái những người đó là những người già thôi. Đó là những tư tưởng của những người già, nghĩ là đá Euro World Cup thì 4 lần một năm. Chứ còn đá chơi vui vui giống vậy á thì người ta đá nhiều có thể là tuần một lần. Yeah.
Đây là lần đầu mà em mặc đồ đá banh mà em đi vô sân banh luôn. Hồi nãy em run dữ lắm luôn. Rồi cái em nghĩ là em sẽ không có chơi. Hồi nãy em cũng mường tượng là em sẽ vô em chơi thử coi nó như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là thôi. Đầu là định em sẽ cho em là thủ môn mà đúng không? Ban đầu thì mọi người nói vậy thôi. Chứ em mặc định là em không có đá được rồi. Vô em mắc công em phá nữa. Bây giờ người ta đá, người ta lo đá rồi. Có em vô sẽ gắt gói thêm nữa. Chứ sao mà kèm. Bây giờ chúng ta đợi xem là có kìa cái chuyện này đi phù hộ trong vị trí vận động viên không không? Chủ nhật chủ nhật chủ nhật là chủ nhật rồi mệt quá. Chủ tịch hứa là sẽ đãi cho anh em ăn uống thả ga cho buổi tối ngày hôm nay luôn. Chủ tịch lo hết. Quán nào thì tùy chủ tịch quyết định, chứ mà anh đòi hỏi quá người ta chửi. Ngoài cái kèo này thì mọi người trước đó mọi người có hứa cái gì với nhau mà nếu chiến thắng hả? Cũng không có hứa gì, tại vì sợ hứa chứ bữa hôm qua em. Ủa em tưởng mọi người tưởng tin mọi người thắng rồi đó mọi đâu người. Đâu có đâu. Mọi người trước đó là chị biết là mọi người tập luyện cực khổ lắm. Kiểu mà dành nhiều thời gian để tập luyện lắm để mới có trận đấu như ngày hôm nay. Chứ thật ra mọi người cũng lo lắm, rung hết chân á, chứ đâu phải là tự tin lắm đâu. Dạ. Anh thấy rất là hạnh phúc khi mà có một người vợ hiểu mình và luôn luôn gọi là tạo điều kiện cho mình để có thể mà tham gia cái bộ môn thể thao mình yêu thích. Dạ. Hôm qua đã gục ngã đám cưới chị Minh Tú mà còn đến đây cổ vũ đúng anh rồi. Hôm qua mấy giờ về? 3-4 giờ sáng, hai vợ chồng mới về tới nhà. Sáng là đã 9 giờ dậy hả? 9 giờ đã dậy chuẩn bị rồi đó. Bình thường thì ảnh có hay đi đá mỗi tuần không chị? Có chứ, em có nghĩa là bữa nào bận không đi làm á thì đi đá, còn tuần nào mà đi làm á thì mấy anh khác trong đội sẽ đi đá. Nói chung là đội có lịch đá một tuần hai buổi xong rồi tập luyện nữa. Ca sĩ diễn viên không à, mà thấy không có tập hát, tập nhảy, tập diễn gì hết á, mình thấy gì tập đá banh không? Thấy có tập diễn chị. Diễn trên sân á. Thấy mọi người đi tập đá banh không à, mà kiểu mà nhờ như vậy á mọi người mới có thể lực tốt và ngày hôm nay mọi người đá cũng rất là hay. Dạ, thấy tự hào không chị? Tự hào chứ, không uổng công mấy tháng trời tôi cho đi tập đi học đồ này kia các kiểu. Hurricane có cảm giác đây mới là đội hình chính của bên phía team All Star hay không? Nguyễn Tuấn Kiệt vừa phá bóng. Đây là pha dâng cao của các cầu thủ bên phía All Star. Quỳnh Lý phát bóng lên dành cho Ném yên. Xin lỗi. Vâng, tiếp tục là ném yên dành cho bên phía Vion. Mọi người thực hiện đó là số 6. Số 6 Trí Đào. Trí Đào. Đúng rồi, Trí Đào. Ném rất tuyệt vời. Không có bàn thắng dành cho Vion. Rất tuyệt vời. Và anh số 77 Sông Luân đã vào sân. Và đánh đầu rất hay của số 30. Vút bóng không vào. Sông Luân vào sân. Như anh đánh đầu đã cắt tốt. Và gọi vô đồng tố bắt Sông Luân tất cả. Chúc mừng MC Honda. Và cũng xin cảm ơn những nỗ lực tuyệt vời của Tiêu Vion trong trận đấu ngày hôm nay để có thể mang về ngôi vị quán quân. Quà nó hay. Quà với ai? Mọi người bẻ nó là nó hay. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi như này là em biết. Mà ổn cho nổ của đi ngô tao để tôi lên áo. Vô cùng xứng đáng. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.